vị, mới đây Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại phường Bình Khánh, quận 2, nay là Thành phố Thủ Đức. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt giá khởi điểm trước ngày 20 tháng 5, hoàn chỉnh hồ sơ tổ chức đấu giá trước ngày 15 tháng 6. 3.790 căn hộ này thuộc khu tái định cư Bình Khánh, diện tích hơn 38 hecta, gồm tổng thể 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án hoàn thành năm 2015, sở hữu vị trí đắc địa trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, bên cạnh tuyến đường xương sống Mai Chí Thọ, nối liền trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh qua hầm Thủ Thiêm đi Thành phố Thủ Đức. Tuy nhiên đến nay, thành phố ghi nhận khoảng 5.300 căn hộ thuộc dự án này còn để trống, chưa có người ở. Mỗi năm, chi phí bảo trì, bảo dưỡng cho các căn hộ trống vào khoảng 70 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đã hai lần tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ trên, nhưng không có người mua. Lần đầu tiên vào năm 2017, giá đấu đưa ra là 8.800 tỷ đồng. Lần thứ hai vào năm 2018, giá đấu 9.100 tỷ đồng, tức tăng 3%. Tính trung bình, mỗi căn hộ có giá khoảng 2,4 tỷ đồng một căn. Nguyên nhân đấu giá thất bại từng được chỉ ra là Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương bán trọn lô, thu tiền một lần. Vì thế, đối tượng tham gia bị giới hạn là các doanh nghiệp tổ chức, không có cá nhân. Với lần thứ ba này, giá đấu dự kiến 9.900 tỷ đồng, tăng 8% so với lần 2 và tăng 12,5% so với lần đầu tiên. Theo đó, giá căn hộ trung bình cũng tăng theo, lên mức 2,6 tỷ đồng một căn. Hiện, cách thức chào bán, đặt cọc ký quỹ cho đợt đấu giá tới đây chưa có thông tin cụ thể.